chạy quảng cáo hai page cùng một bài thì có làm sao không? Cái việc này nó giống như một thằng các bạn sản xuất ra một cái content á, sau đó có một thằng dở hơi nó copy content của bạn ấy, thì câu hỏi có làm sao cho bạn, có làm sao, có sao, có làm sao? Họ đơn giản như này nhá, mình vừa làm ra được cái mẫu áo này, mẫu áo mình mặc đây, ngày hôm sau có thằng nó làm nhái lại mình luôn, thì câu hỏi có làm sao? Sao lại không? Thằng đi sau luôn là thằng bán phá giá, thường là như thế, còn tốt hơn thì có mà ngon quá. Đấy chưa? Câu hỏi có làm sao không? Có chứ. Sao lại không làm sao? Thằng khác nó copy content của mình để nó chạy quảng cáo, nó chạy nhiều tiền hơn thì câu hỏi mình có làm sao? Mình có, mình chạy ít tiền hơn thì mình chết chứ làm sao nữa. Hiểu không chưa? Tài khoản đang trả trước, làm sao để chuyển sang trả sau? Trả trước là trả trước, trả sau là trả sau. Tài khoản trả trước muốn chuyển sang trả sau thì tức là mua tài khoản trả sau hoặc tạo tài khoản trả sau. Thế thôi, tức là bạn đang là trả trước, bạn tạo ra tài khoản BM cho mình, auto thành trả sau. Quảng cáo mà 30% thì thôi nghỉ. Đây là với bạn thôi, đông y nó còn chơi được 50% hoặc là 60%. Hiểu chưa? Tức là các sản phẩm nhập siêu thấp ấy. Hiểu chưa? Ví dụ, đây cho các bạn xem. Cái này xem có bạn nào đang bán không nhá, để xem cái giá vốn thực sự nó đang rơi vào khoảng tầm bao nhiêu tiền nhá. Thử nhá. Rồi đây. Con rồng mạ vàng 10.900.000. Vốn nhập vào bao nhiêu tiền? Sai nhỏ. Bạn nào biết khoảng tầm bao nhiêu tiền? Mạ vàng nhá. Hoặc đơn giản thôi nhá. Cái ốp này mình hỏi rồi, cái ốp y hệt như này. Giá mua lẻ nếu không phải mạ vàng là 300.000, mà nếu mua mạ vàng thì là 3 triệu. Thế vốn nhập vào bao nhiêu tiền? Đại loại là mình không còn chỗ tìm đến chỗ ấy nữa. Đại loại cái ốp này nhá, bán lẻ này là bán ra, tức là màu sắc như này nhá, là bán ra là 300.000, tức là nhập vào cứ gọi như là 150 đi nhá. Cũng cái ốp 150 này mà đem đi mạ vàng hai đầu thì kênh lên là 3 triệu. Tôi cứ gọi là cái giá nhập vào của cái ốp này lúc này sẽ là 500.000 đi. Vậy thì còn lãi hẳn là 2.500.000. Anh hiểu đoạn này đúng không? Vậy trong câu chuyện, này, lúc đó bạn thích để bao nhiêu phần trăm cho thằng Facebook? Bây giờ có 2.500.000 để chia đấy. Tao cho hẳn thằng Facebook 1 triệu để tao lấy 1.500.000. Lấy 1.500.000 tao lấy 500.000 tao cho ship mày, tao chuyển, nói chung là tiền cố định, tiền nhân viên, tao lấy 1 triệu. Thì câu chuyện nó còn trên được 50%, chí quảng cáo lên 70% cũng không sao. Bởi vì siêu lợi nhuận. Hiểu chưa? Đấy nhá. Thì đây nó hơn nhau ở cái phần sản phẩm ấy mà. Thầy cho mình hỏi một chút là bây giờ ở cái phần top page ấy, thì bây giờ mình có thể chạy nhiều mẫu quảng cáo trên những cái page mà mình nhân bản giống nhau được không nhỉ? À, tức là nhiều bài viết giống như hiện nhau trên cùng một page. Mình muốn nhân bản page rất là nhiều nhau, nhưng mà chỉ khác mỗi cái tên page thôi, còn nội dung thì khác giống nhau hoàn toàn ấy. Theo em thì không giống nội dung. Nó giống như việc anh làm ra một cái content ngon ở trên page của anh ấy, xong em copy luôn cái content đấy của anh, em chạy y hệt luôn, thì anh bị giảm hiệu quả luôn. Anh hiểu chưa? Hiểu đơn giản như thế thôi. Hai thằng cùng làm trong một công ty, anh thì làm phọt phân nó bắt đầu tìm ra một content ngon, thằng Hạnh khôn mẹo copy phát chạy nhiều tiền hơn, thế là anh chết luôn. Thế là hai thằng đấm nhau, đương nhiên anh đấm thắng thằng Hạnh rồi. Không nên clone, không nên nhân bản. Đúng rồi. Không nên tự kiểu mình tạo ra kiểu cái đối thủ của mình ấy. Anh hiểu chưa? Để một cái content nó như thế thôi. Anh nhìn đấy, ví dụ như là gần đây nhất là Thái Công đúng không? Nhìn thấy nhiều thằng làm về Thái Công, nhưng mỗi một cái video của chúng nó đều khác nhau, nhưng đều nói về Thái Công. Thì đấy là cách nhân bản hay nhất. Hiểu chưa? Chứ không phải là đi re-app lại cái video của thằng Thái Công, đi re-app video của Thái Công còn chết kênh cơ, phá shop cơ. Thì đấy là hậu quả. Hiểu chưa? Bây giờ cùng một cái em muốn chạy ở hai khu vực Sài Gòn với Hà Nội ấy, thì mình nên chạy mỗi một nơi một bài viết hay là chạy một bài viết chạy chung được luôn? Câu trả lời là chạy chung được luôn. Chúng ta chỉ cần chọn quảng cáo ở vùng là vùng Hà Nội và vùng Hồ Chí Minh trong cùng một nhóm quảng cáo là xong. Tức là nếu mà em chạy thử ở Hà Nội thì cái mét nó thấp, nhưng mà cho thêm vào Sài Gòn thì mét nó cao á. Nếu mà mình như thế thì đấy là do đặc tính vùng miền, thì lúc này mình là nên tách. Còn nếu ví dụ như là bán quần áo đi thì câu trả lời nên gộp.
Nhưng mà đích thù vùng miền của mình thì là miền Bắc quan tâm nhiều hơn thì mình chạy miền Bắc nhiều hơn. Hà Nội. Anh hiểu là nào? Thì lúc này mình sẽ có 1 triệu chẳng hạn. Thì mình lúc này mình sẽ chạy 700 nghìn cho Hà Nội, 300 nghìn cho Hồ Chí Minh chứ mình không bỏ. Hiểu chưa anh? Tức là nếu mà chạy thế là mình vẫn chạy một pace. Vẫn chạy một pace như bình thường. Chạy hai bài khác nhau. Chạy một bài nhưng mà hai khu vực thôi. Cùng pace, bài. Cùng bài, cùng target, cùng tuổi, khác mỗi vị trí của khách hàng thôi. Và khác khác dòng tiền nữa. Được chưa? Vâng, chào tất cả mọi người. Rồi. Trong cái bài content thì thầy đa số ví dụ bằng video, thì đối với em thì cái sản phẩm gì? Cái sản phẩm của em là phụ kiện nhà bếp. Phụ kiện nhà bếp có nhiều chức năng không? Có nhiều chức năng. Thế thì mình chạy ảnh thì liệu mình định chạy ảnh phải không? Vâng, em thấy cái là cái video nó rất là rào cản ý, để làm được thì nó rất là khó để thực hiện được. Thế mình định chạy ảnh. Vâng, em muốn chạy ảnh. Thế mình muốn chạy ảnh. Thế bây giờ như sao? Đây là cái đồng hồ thông minh. Chạy ảnh có nhìn thấy chữ thông minh không? Không. Cái đồng hồ thông minh này đo được rất nhiều cái. Đo thời gian này. Đo nhịp tim này. Đo cái gì đấy, hẹn được lịch ngày đấy. Thì chạy hình ảnh có thể hiện được nhiều cái tính năng đấy không? Thế mà vẫn tiếp tục cắm đầu vào chạy ảnh. Thì nó sẽ giống như chị này đấy. Vâng, sáng ra nó sẽ hỏi em. Muốn hỏi là có cách nào để mình làm video cho nó dễ dàng, được giải pháp gì? Làm video cho nó dễ dàng. Một là copy video của nhiều thằng khác xong quay lại. Hai là copy y hệt của nó xong chạy lại. Nhưng copy y hệt của nó thì phải biết cách kiểu cách chọn thằng để mà cóp ấy. Thế thì chỉ có một trong hai cách đấy thôi anh. Ba là không làm được đúng không? Thôi cho nên nhanh. Đây, vào cái nhóm này này. Rẻ bèo. Đó xem nào, mình mở được cái Facebook này đã. Không, cái này không phải nhóm của mình nhá. Nhóm này. Cái gì mình không biết mình tìm những thằng có năng lực nó làm chưa? Bắt đầu làm gì? Rẻ, ngon. Ngon hay không là do các bạn lựa chọn nữa. Ví dụ như là đây. Đây vào đây. Đấy, đây là nhóm casting diễn viên. Đấy, ngon chưa? Bao nhiêu tiền nhắn tin cho em đấy? Số điện thoại đây nè. Đây nó chuyên về quần áo. Hiểu chưa? Nhưng bây giờ nhắn tin hỏi mình bán cái gì nhỉ? Phụ kiện thông minh. Em có review phụ kiện thông minh này không? Thì hiểu chưa? Thì thường thường nó sẽ lấy giá. Đây cho các bạn xem cái video này hay lắm. Cái rắn không? Giật mình luôn. Xem nào. Đây nhóm casting nhé. Đấy. Cái này hay lắm. Giật mình luôn. Cái giá rẻ. Ôi là rẻ. Bao nhiêu tiền? Nào các bạn trả bao nhiêu tiền cho em mẫu này? Bán đồ lót đấy. Bao nhiêu tiền? Rồi 2 triệu. Ghê quá. Thợ quá. Câu trả lời chính xác là 300 nghìn. Đẹp không? Mình mặc lên là không được nhá. Nó thuê hẳn người đẹp đi. Dễ hơn chưa? Đấy là cách dễ nhất rồi nhá. Nhóm chỉ cho rồi nhá. Việc là nhắn tin mà đàm phán giá thôi. Thì ví dụ mình cũng từng thuê các em như này rồi. Nhưng mình thuê là thuê đứng cạnh mình xong nói những câu cần nói. Thế thôi chứ không phải mặc như thế này. Được chưa? Đấy. Rẻ. Rẻ mà đẹp. Mà đồ review nó giống như kiểu là một người bình thường đấy. Lợi nhuận hơn 40% trên một đơn chạy quảng cáo ổn không? Ổn. Như này ổn rồi. Nhưng mà thường thì mình thích lợi nhuận cao hơn cơ. Ví dụ lợi nhuận của mình nó khoảng tầm mình tính ra giá bán. Đấy, ví dụ giá bán là nhập vào 20 nhá. Bán ra 200. Thì lợi nhuận phải... À quên. Nói chung là cái giá bán nó phải kênh lên khoảng tầm 200% thì mình mới bán. Còn không thì thôi. Bởi vì bán rẻ chỉ được cái nhiều đơn thôi. Tiền chả thấy đâu. Hiểu chưa? Hay là mình cai cái bệnh bán giá rẻ rồi. Ngày xưa nó có ngày nghìn đơn là chuyện bình thường. Nhưng mà để lên một ngày nghìn đơn nhé, các bạn phải hiểu này. Vận hành mệt. Vốn để một ngày bán 1.000 đơn, tức là trong kho phải có 7.000 đơn. Chết tiền.
nhỉ? Dạ, ngày xưa kết hợp cùng học viên mà bán ngày 5.000 đơn còn có. Thì có chuyện 1.000 đơn nó gọi là muỗi, nhưng mà cuối cùng nó có tiền. Hiểu chưa? Thế bây giờ cài bán ít lại nhiều, không phải nói nhiều. Ví dụ như cái ốp bán một cái 3 triệu thế thôi, ngày chỉ cần 10 cái ốp thôi. Không cần ước mơ bán 100 đơn, 200 đơn xa vời. Hiểu chưa? Học viên ấy ngày bán được 10 hộp thịt gà, hộp xì gà ấy. Mẹ cứ than em được ít đơn. Phải một đơn lãi bao nhiêu? 600. 600 đến 16 triệu. Mày bố mày bị giá, mày tự nhiên mày thích bán quần áo, thế mày cho mày bán quần áo. Hôm sau quay lại bảo: "Thưa thầy, em lại bán xì gà rồi, bảo sao? Bán quần áo lỗ thầy ạ." Lỗ mà. Lãi bao nhiêu phần trăm thì mới có thể quảng cáo? Bao nhiêu phần trăm thì chúng ta khó có thể nói được, bởi vì sản phẩm vốn nhập nó khác nhau. Hiểu chưa? Vốn nhập khác nhau, chi phí vận hành khác nhau. Mình có thể nói được theo đơn. Nếu mỗi một đơn các bạn bán lãi trừ đi chi phí quảng cáo rồi, chỉ cần trừ đi giá bán này, trừ đi vốn này, trừ đi quảng cáo, nếu các bạn lãi từ 50.000 đến 60.000 trở lên thì có thể bán được. Còn không mình nghĩ để cái đấy cho thằng khác bạn. Hiểu chưa? Hiểu bạn này không? Đấy, ví dụ như là kính cường lực nhập vào 200, trừ đi giá vốn là 60.000, trừ đi tiền quảng cáo là 50.000, còn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 90. Bán được. Hiểu chưa? Mình trả lời theo đơn nhá. Có cách nào khắc phục được tài khoản quảng cáo bị hạn chế hay không? Tốt nhất là bạn này sẽ cần phải hỏi support của mình sau, gửi cái đường link bài viết xong rồi xem là có phải bài viết bị là cái nguyên nhân làm cho tài khoản bị hạn chế quảng cáo hay không. Còn ở Việt Nam thì nếu mà để có cách nào để hạn chế tài khoản quảng cáo hay không ấy, thì chỉ có là đi thuê tài khoản thôi. Còn tất cả các tài khoản mà các bạn dựng ra, kể cả làm đúng hay làm sai, thì Facebook đều quét. Nó giống như người Việt Nam đi lao động bên nước ngoài ấy, đều bị kỳ thị hết. Tao đéo còn biết mày ở đâu luôn. Hiểu không? Cứ là người Việt Nam thì lương thấp hơn, khắt khe hơn, bởi vì bọn mày mẹ mày chưa gì đã nghĩ việc nhảy việc mới leo lên đầu bọn tao ngồi rồi. Đối với ngành quảng cáo dịch vụ, quảng cáo tiếp cận khách hàng đến nhà hàng sử dụng dịch vụ thì sao, chi phí như nào cho hợp lý? Chi phí lúc này thì đã tính theo tháng, bởi vì cái này là cửa hàng, nhà hàng. Tao lấy ví dụ như là bạn này sẽ chạy quảng cáo review. Mình rất hay xem các quảng cáo về nhà hàng, về review Hà Nội, và đa phần mình đến là nhờ review. Có thể là do mình tìm kiếm về review, cũng có thể là do mình gặp quảng cáo về review. Hiểu chưa? Vậy theo nhu cầu của mình là một tháng phải có 2 lần đi hẹn hò. Nên là mẹ mày để xếp lịch, để đi đâu mệt ơi là mệt, thì tốt nhất cứ gặp quảng cáo là mình đi. Thế quảng cáo lúc này sẽ tính theo chi phí quảng cáo của một tháng, chia trên tổng doanh thu của một tháng đấy, thì mới biết được. Cái khó nhất ở trong này là làm thế nào để biết khách hàng đến từ website, hay đến từ cửa hàng, hay đến từ vãng lai. Thì câu trả lời là cái voucher ấy, cái mã giảm giá đấy. Được chưa? Kết thúc xem cái video này thì nhớ lưu cái voucher này để mà được giảm giá bao nhiêu phần trăm ấy, thì nó dùng cái voucher đấy mình check ra được. Mua via và via chết thì các page lập từ via đó có bị chết theo không? Không, chết ở đây là chết quảng cáo, tức là không được dùng chức năng chạy quảng cáo nữa, chỉ gọi là chết. Thế còn vẫn còn lập được fanpage, vẫn quản lý được fanpage như bình thường nhé bạn Quỳnh Anh.